Vâng thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Trọng Hiền qua các khúc Hồi Tưởng, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng. Nhân tiện vừa rồi cái khúc tên là Hồi Tưởng. Thì bây giờ trong cái dòng chảy thời gian mà chúng ta qua đi đó, cũng có những lúc chúng ta sẽ ngồi lại chỉ một mình thôi trong cái căn phòng vắng đó. Và cũng có những lúc mệt mỏi trong đời sống và chúng ta ước ao chúng ta được trở lại một quãng thời gian đẹp nào đó trong cuộc đời. Và nếu như mà được trở lại một quãng thời gian đẹp cho cuộc đời thì Hiền muốn trở lại ở độ tuổi bao nhiêu? Đối với em á, cái thời gian nào nó cũng đẹp hết á. Mình có chấp nhận nó hay không thôi. Em thì em muốn trở về cái tuổi thơ khi mà anh chị em quây quần trong một cái căn nhà nhỏ, nghèo nhưng mà hạnh phúc. Đúng. Đến bây giờ thì mỗi anh em đều có gia đình riêng hết. Sống mọi nơi nhưng mà không có tìm lại được. Bởi vì người ta nói là kỷ niệm là thứ mà không có tiền bạc nào có thể mua được. Chúng ta có thể mua được một chiếc đồng hồ rất đắt tiền, nhưng chúng ta không mua được thời gian. Chúng ta có thể xây được một căn nhà rất rộng lớn, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có được nền tảng vững chắc nếu như chúng ta không biết lưu giữ những cái giá trị của thời gian. Có thể nói là với cái dòng chảy thì con người ai rồi cũng sẽ lớn khôn. Và trên cái dòng đời mình đi qua, những cái kỷ niệm của những quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời nó sẽ nằm mãi trong trái tim của mình. Đời sống mà không ai có thể nói được rằng là ngày nào tôi cũng vui. Sẽ có những lúc mình sẽ ngoài kia, ngoài phố, luôn có rất nhiều những... vì có những con người họ vì mưu sinh trong đời sống, có những con người họ bất chấp tất cả mọi thứ để có thể có được miếng cơm manh áo. Và cũng có nhiều lúc mình đã hơn một lần phải rớt nước mắt vì bất lực hay vì khổ đau về những hệ lụy liên quan đến đời sống. Với một người hiền lành như Hiền thì đã bao giờ Hiền phải trải vào trong những cái trường hợp mà nó khó xử, giống như là vào những trường hợp mà tiến thoái lưỡng nan, như là mình bị một người nào đó mình quá tin tưởng lừa dối mình để rồi trong tình yêu thì Hiền là người như thế nào? Hiền có phải là người bi lụy trong tình yêu không, hay là Hiền có là người rất cứng rắn trong tình yêu? Em thì bi lụy cũng có, cứng rắn cũng có, tùy theo cái trường hợp lúc đó như thế nào. Hóa ra em thuộc hàng đa nhân cách. Dạ, mình bỏ được thì mình bỏ, mà mình kéo lại được thì mình kéo. Okay. Tại vì em thấy nếu như mà mình không có mình bỏ ngay lập tức thì có thể cái đó cũng là một cái quyết định vội vàng. Hoặc là mình nếu kéo hoài mà nó nặng quá thì mình phải buông. Để cho mình thấy mình nhẹ nhàng hơn. Thì em nghĩ đơn giản vậy thôi. Vâng thưa quý vị, qua cuộc nói chuyện với Phạm Trọng Hiền thì thật ra chúng ta hiểu đây là một trong những nam ca sĩ đơn giản. Và thực sự cái gì trong mắt anh ấy cũng nhẹ nhàng hết. Nhờ như vậy mà có thể là sẽ vượt qua những khó khăn một cách nó bớt khổ đau hơn. Chúng ta bước qua những cái nỗi đau nó nhẹ nhàng hơn, đúng không? Bởi vì trong đời sống này thì thật ra, vâng thưa quý vị, người ta nói là đón nhận những nụ cười, phía cuối của những nụ cười sẽ lại là những nỗi buồn. Lại những nỗi buồn sẽ lại là có những niềm vui, đúng không? Anh Hùng biết không, tại vì từ nhỏ tới lớn á, là em trải qua hết những cái khổ cực rồi. Em nhớ có những năm 30 Tết á, là em với mẹ em không có tiền. Không sao, cảm xúc thì nó luôn là như thế. Thực sự thì trong con người ai cũng vậy hết. Mỗi khi mà chúng ta được trở về với những cái miền ký ức trong cuộc đời của mình đó, thì đâu đó nó sẽ làm cho mình cảm thấy thực sự xúc động mà mình không có kiềm chế được cảm xúc của mình. Dĩ nhiên là ai cũng đã qua những cái quãng tuổi thơ cơ cực với những cái ngày nghèo khó. Nhưng mà thực sự Lưu Việt Hùng cũng thế thôi. Lưu Việt Hùng cũng là một người sanh ra và lớn lên trong một gia đình thực sự phải nói là quá nghèo chứ không phải là nghèo nữa. Và có những năm tháng thực sự mình không hiểu vì sao, và thực sự mình thần tượng cái người mẹ của mình. Mình rất thần tượng cái người mẹ của mình. Và mình không tưởng tượng tại vì sao mẹ mình có thể vượt qua được và đưa gia đình vượt qua những năm tháng đó, đúng không? Rất là xúc động, vâng thưa quý vị. Khi Phạm Trọng Hiền được nhắc nhớ về một quãng thời gian trong ký ức của mình, thì cho tới bây giờ, có lẽ những năm tháng đó sẽ làm cho Phạm Trọng Hiền cảm thấy mạnh mẽ hơn. Cảm thấy là mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Bởi vì những gì khổ đau nhất, những gì nghèo khó nhất mình đã trải qua hết rồi. Và cho tới bây giờ thì thực sự mình có quyền hãnh diện, là bởi vì là nếu như nhìn lại những quãng thời gian đã qua thì mình đã làm được rất nhiều điều, đúng không? Cho tới bây giờ thì chắc chắn là Phạm Trọng Hiền đã báo hiếu được cho mẹ cha mình rồi, và cuộc sống đã không còn như xưa nữa, và chúng ta có quyền hãnh diện.
đúng không? Bởi vì nếu như những ai bước ra từ giàu khó thì mình không nói làm gì, còn mình bước ra từ những gì cơ hàng nhất, như cơ cực nhất, thì thực ra cái ý chí của mình rất là mạnh. Yeah. Đúng không? Em cũng nghĩ vậy. Ừ. À, trong gia đình cha mẹ có ủng hộ Phạm Trọng Hiền theo được con đường ca hát? Dạ mẹ em thôi. Còn ba thì không ủng hộ. Ba thì sợ em học không tới á. Ừ. Cho nên là ba thì thương em lắm. Ừ. Nhưng mà ba thì nghiêm khắc, anh biết mà, ba lúc nào cũng nghiêm khắc hơn mẹ. Ừ. À, em nhớ gánh hát về là mẹ trốn, mẹ lấy. Tức là mẹ là người rất là mê nghệ thuật. Dạ, mẹ em mê lắm. Mẹ em nghệ thuật lắm, nhưng mà mẹ chưa bao giờ hát một câu nào. Okay. Nhưng mà mẹ em lúc nào cũng ủng hộ em. À, tức vậy là em ảnh hưởng cái dòng máu mà mê nghệ thuật là từ mẹ rồi. Chắc phải em. Mẹ giờ mẹ là người không có thể là không có cái năng khiếu về nghệ thuật, nhưng mẹ là người đam mê nghệ thuật. Dạ. Và chính cái điều đó nó vô tình nó tạo thành một cái khích lệ rất lớn sau này khi mà em trở thành ca sĩ, đúng không? Dạ. Còn dĩ nhiên rồi tất cả các ông bố đều như thế. Tất cả các ông bố đều rất khắt khe với con cái của mình. Dạ. Và đều muốn con cái mình học hành đến nơi đến chốn để sợ cho sau này có con mình có cái nền tảng. Dạ. Về kiến thức để sau này ra ngoài không có thua thiệt với người ta, đúng không? Tuy nhiên thật ra thì tình cảm của những người cha dành cho con mình họ không thể hiện ra bên ngoài, nhưng cũng có nhiều người họ dùng cái hành động của mình, dùng chính cái sự lo lắng quan tâm của mình để chăm sóc cho con cái của mình. Thì trong gia đình thì cha và mẹ ai là người nghiêm khắc với Phạm Trọng Hiền? Dạ ba. Ba nghiêm khắc lắm. Ừ. Em nhớ là ba em là dán trên tường hết những cái câu gọi là slogan đó, bắt buộc slogan đó, châm ngôn. Thời gian không bao giờ chờ đợi. Thì ba em ghi cái câu đó lúc nào mà, tại vì lúc đó năm chị em chỉ có một cái bàn để ngồi học bài thôi, thì cái câu đó là lúc nào cũng dán ngay cái lúc đối diện tụi em học hành đó. Ở dưới quê anh biết ngày xưa là chỉ trong bắt đèn dầu lên là học thôi, chứ không có đèn điện như bây giờ đâu. Mà có thể nói là khi mà trở về với cái dòng ký ức thì thực sự có đôi lúc mình không muốn khóc mà những cái giọt nước mắt nó vẫn cứ rơi, bởi vì mình không nghĩ tại sao lại có thể đi qua những năm tháng nó kinh khủng đến như thế. Có thể Phạm Trọng Hiền ở những miền quê thì nó cũng rất tương đồng với lại Lưu Việt Hùng sinh ra và lớn lên ở, mặc dù ở thành phố, nhưng mà miền Bắc ngày xưa nó cũng điêu tàn và cũng khổ lắm. Thực sự là những cái năm tháng tuổi thơ thì nguyên một cái khu chung cư xài chung với nhau một cái nhà vệ sinh, rồi là những cái đêm mất điện, rồi những cái đêm nóng được không thể ngủ được, và rồi nhưng mà thực sự trong cái nghèo đó nó có cái tình. Tình làng xóm láng giềng với nhau, họ thương yêu nhau lắm. Và khi một gia đình có người nào mà ốm đau bệnh tật thì cả xóm tụ tập lại, người cho miếng thuốc, người cho tí gạo, người cho cái này cái kia. Nhưng mà cho tới bây giờ có đến lúc Hùng cũng rất muốn được trở về với những năm tháng đó, mặc dù đó là những năm tháng nghèo khổ, nhưng mà ở đó cái tình á, cái tình người nó bao la lắm. Vâng thưa quý vị, bây giờ thì xin phép lại được ngắt cuộc nói chuyện ở đây để mời quý vị tiếp tục thưởng thức tiếng hát của một chàng trai sinh ra và lớn lên ở những miền quê Thanh Bình, có một tuổi thơ nghèo khó nhưng tiếng hát thì nồng nàn cảm xúc và bao la tình người. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Nhớ Nhau Hoài, một sáng tác của anh Việt Thu qua tiếng hát của Trọng Hiền nhé. Xin mời.